Thấy thấy mẹ gọi mâm mâm liền nè. À. Mẹ hả? Ôi trời ơi, nó cổ thang cái nó nhìn mặt dễ ghét dễ sợ. Mèo mèo. Dễ thương dễ sợ, càng lớn càng dễ ghét quá đi. Dễ ghét quá đi. Mèo mèo. Thấy mẹ ngồi trên ghế, leo lên ghế kìa. Leo lên ghế kìa. Mẹ đâu? Mèo. Mẹ đâu? Mẹ. Mẹ. Xem nè, xem cái món nè. Cái món mít trộn của Kim Lan và Tố Nga. Sản phẩm của Kim Lan và Tố Nga. Mít trộn ăn không biết có giảm béo không đây. Ôi trời, nó cũng gấp, nó nếm kìa. Không, anh đây gấp anh đây. Ăn được không? Nó gấp ăn đi. Ngon 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 không? Ngon không? Cay hả? Cha cay hả? Cay ăn? Biết hết đấy. Cay ăn không? Có điều nói chưa được nhiều thôi. À. Cái đây là cái gì? Cái đây là cái gì? Cái gì? Bánh tráng. Tráng. Mít trộn với cái gì? Bì heo à? Da heo với lại ba chỉ với lại tôm. Đây là mình đút chan nè. Trộn nhiều thịt và ăn béo. Không có, ít lắm. Mà khỏi thịt ba chỉ với lại da heo nhiều nha. Nè nè. Bật đi lên, đấy, bật đi lên đều le á. Nhiều là đậu phụng lên cho ngon. Nó ăn có được mà đút đút cái đồ ẹ rồi đấy. Ngon, ăn được. Gật gù nghe ghê. Ăn được gật gù nghe ghê. Ăn được da heo là ghê không? Mèo, ngon không? Ăn như như thật chứ ghê. Dùng mình quay bôi lên người mẹ. Cay đúng không? Mày lấy cái canh lau cho đi, không ăn rồi để cho bác ăn. No nha, cay. Xuống, đưa tay ra. Cay. Bao của rồi. Nếm này chứ đâu có dễ chị ăn. Nếm như dễ chị ăn. Hả?
thấy họ đẩy xe đi á, thấy họ đẩy cái, thấy họ đẩy cái xe giống giống của mình. Bông bông bữa nay được biết nói được một số từ nhiều hơn rồi đấy. Bông. Mấy đứa để túi ra ngoài đây rồi ngồi dưới nền chơi này. Bông. Bông. Gọi chó, gọi sao? Gọi sao? Chó. 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 Dạ. Chó. Chó. Mấy chị bé cái chiều đi học về cái là này chạm dừng chân nghỉ ngơi của các chị này. À, đúng chạm dừng chân không con? Dạ. Chiều nào không thế hả? Dạ. Cái rồi nghỉ mấy ngày rồi có nhớ nhớ nhà cô Lan không? Nhớ em không? Ngồi ngồi dưới đi chơi con này. Để đồ ăn để ở trên bàn đang chưa ăn. Cả ba chị em học tiểu học hết hả? Dạ. Lớp mấy? Dạ, có lớp 5, mấy lớp 1, mấy lớp 2. À, 1, 2, 5. Chị lớn đây là lớp 5 này. Chị thứ nhì nên là lớp 2, chị ngồi nên là lớp 1 này. Bồi dưỡng nè, mẹ cho tiền đi mua hay là mẹ đem cái đấy cho sẵn? Dạ, cái này là trường phát luôn. À, trường phát à? Dạ, có hại, nó không ai hại. Tưởng là mua ở ngoài cổng là nguy hiểm á, ăn không tốt. Không tốt không? À, chạ, bữa nay là nhỏ đi học về hả? Ba chị này, rồi nhỏ là bốn này. Lớn là 5, Ken là 6, bé mèo là 7 này. À, 7 thành viên trẻ em. Nhà này rộn ràng hẳn lên á. Mâm mâm là ăn đấy hả? Mâm mâm là ăn đấy hả? Ngon không? Ngon. Ôi trời ơi. Như say rượu làm hết hồn á, giật mình nha. Mấy cái lan rồi? Mặt gần xa hết rồi mà, nó chịu nhãn nhai.
Lấy cơm nó cho ai nữa? Cho nhỏ đó. Nhỏ mới về cái ăn cơm liền thế đó. Không, hả? Ăn cơm liền đi học nữa. À, thế hả? Mấy ăn có mấy miếng mà phê rồi đấy, phê cơm mà. Mèo phê cơm nằm lăn ra giữa bếp này. Đặt tàn thôi dạy con rồi dạy. Ăn được mấy miếng không cái này nằm xuống nó trốn luôn. Lên này, lên này. Xem các chị em các chị ăn là quá chứ con mình chị lớn được phát cái đấy thôi hả? Được, ăn rồi à. Cả buổi phát được một hũ nữa đó hả? Dạ, chiều buổi dạy là nó phát. À, nên là bán chú vậy đó. Dạ. Học trường nào con? Nguyễn Thế Học trên đây. À, gần đây, đi bộ. Cả ba chị em đều Nguyễn Thế Học hết à? Mèo bòn à. Mèo chị đâu? Chị đó à. Thấy chị ăn rồi. À, hết rồi, chị ăn hết rồi mà. Hết rồi. Bằng nước của người em nhé. Bụng to quá. BTS. Áo em bị ướt kìa cô Lan. Việc có cái bút mơ mà giải không? Việc đó hả? Là chị mua cái giải không?